trí nhân hiểu biết chẳng sai dục tình. Cái lòng tham của mình rất là lớn, lòng tham không đáy, lòng tham trong cuộc đời này dữ dội lắm. Bằng chứng là bây giờ chúng tôi sẽ hỏi quý vị, quý vị có chấp nhận để từ bỏ cái thân đất này để đổi lấy cái thân vàng hay không? Tất cả đều lắc đầu, mình sợ chết lắm. Ví dụ mình tu như thế này mà lỡ mình chết thì tất nhiên mình sanh là chư thiên, thì cái thân chư thiên thì gọi là thân vàng, thân ngọc, thân ngà. Còn cái thân này là thân tứ đại, đất nước lửa gió, quế trượt, đầy cái ô trượt này, đầy quế trượt. Nhưng mà hỏi bỏ không bỏ, chứ khoát không bỏ, còn gìn giữ. Họ còn trẻ còn khỏe giữ nó chi, già rồi cũng giữ lại, đụng nó là sợ lắm. Bây giờ bằng chứng là nghe nó chết ai cũng sợ, là cái sự dính mắc tham đắm của mình với cái thân này. Rồi sống như vậy đấy, rồi tham, mình tham phải làm gì để phục vụ cho thân này thôi. Mình mong cầu nhiều điều kiện thuận lợi, vật chất giàu có vân vân để làm cái gì, quý vị biết không? Để phục vụ cho cái thân đất này. Trong cái đó có người hỏi mình á, dám bỏ cái thân đất này để đổi cái thân vàng không? Trả lời là không, không dám. Khi nào tự động nó đổi thì đổi, chứ tôi quyết định không dám. Sợ. Cho nên thể hiện là cái lòng tham của mình nó ghê gớm. Cái lòng tham này không phải trong kiếp này mà tích lũy đâu quý vị, mà chúng ta đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên nó trở thành một cái tiền kiếm tâm. Cái lòng tham mà Đức Phật gọi là nó là một cái pháp ngủ ngầm, pháp cái ngủ ngầm, nó ngủ ngầm mà tiềm ẩn ở trong tâm mình. Nó gặp cảnh là xuất khởi, phát khởi. Chúng tôi xin kể một câu chuyện ngụ ngôn để minh chứng cho cái lòng tham con người mình nó ghê gớm. Vào buổi sáng có một đứa bé đứng bên lề đường khóc lóc thảm thiết. Một người đàn ông tốt bụng mới thấy cái cảnh đứa bé khóc như vậy mà hỏi tại sao con khóc. Đứa bé này trả lời rằng là hồi sáng mẹ con cho con một đồng con ăn quà, con mê chơi đánh rơi rồi mất tiêu, bây giờ con buồn con khóc mất tiền mà. Cái người đàn ông tốt bụng về nói thôi vậy con nín đi, chú sẽ cho con một đồng. Người đàn ông móc đồng ra cho đứa bé, đứa bé cầm một đồng trên tay, thay vì nín mà không nín là khóc lớn hơn nữa. Người đàn ông này ngạc nhiên mà hỏi tại sao con không nín mà con lại khóc nữa. Đứa bé trả lời rằng là phải chi hồi sáng con đừng mất đồng, bây giờ có hai đồng rồi. Hàm quá. Mình là vậy đó, cái lòng mình như vậy, tham dữ lắm, tham mới rồi hối tiếc rồi bất mãn, mong cầu bất mãn. Cái mới đáp cái quyền nhân trạch này mà cách đây chừng 10 năm nó phải chi tôi mua chừng vài miếng bây giờ tôi giàu rồi. Nhưng có những người họ mua vài miếng bây giờ không đâu giàu đâu, đang khổ kìa, sắp bất sang ba nghe đất bây giờ nó phải đóng băng nữa mà nó quá đá luôn rồi, băng nó còn tan nghe, còn đá chắc tôi cũng biết nào nó tan lên. Có nhiều người bây giờ ôm đất nhân trạch này cũng khổ thấy mòn, tiền bạc bao nhiêu nằm trong đó. Người nào có tiền có cổ nói chia mà đi ra ngân hàng mua chắc bây giờ còn nằm trên đống lửa nữa, khổ. Cái cuộc đời này mình phải hiểu rằng các pháp vận hành theo cái nhân duyên nghiệp báo, chứ không phải như mình nhìn theo cái tầm nhìn của mình là cơ hội để rồi tiếc nuối rồi mong cầu rồi bất mãn, cái cuối cùng mình trở thành cái người nô lệ cho cái lòng tham tham ái của mình. Mình là kẻ nô lệ cho cái lòng tham ái của mình nhiều nhất. Nó sai gì mình làm đó, nó biểu gì mình nghe đó. Cho nên cái bản chất thứ tư mà Ngài Rất Là Lá đã dạy trong cái kinh này rằng là thế gian là thiếu thốn, lúc nào cũng thấy thiếu. Bằng chứng ngày xưa không có tiền của gì hết, nói thiếu khổ cực, bây giờ có tiền của rồi hỏi cũng thiếu nữa. Người giàu rồi hỏi cũng thiếu nữa. Tại cái lòng tham của mình nó quá lớn, cho lúc nào cũng thấy thiếu, mà hãy thiếu thì mong cầu. Mong cầu có khi được khi không, hên xui. Cho nên khi được thì vui, mà khi không được thì buồn, bất mãn, khổ đau. Cho nên thế gian là thiếu thốn, là bất mãn, để rồi chúng ta trở thành nô lệ cho cái lòng tham của mình. Và quý vị biết trong kinh Đức Phật Ngài dạy cái nguyên nhân sanh ra sự khổ chính đó là tham. Mà tham càng nhiều thì khổ nó càng nhiều. Mà đa phần chúng ta tham nhiều không, thì cái khổ chúng ta rất là lớn. Bằng chứng là cuộc đời này ai cũng khổ hết, là bởi vì chưa có ai giúp được cái tham. Bây giờ chúng ta chỉ có một cái là khổ nhiều hay khổ ít mà thôi. Hãy ráng tu thì chúng ta khổ ít, mà dũng tu chúng ta khổ nhiều. Cái nguyên nhân dẫn đến cái sự khổ đau đó là lòng tham, tham ái. Đến đây thì trước khi kết thúc, chúng tôi xin gửi tặng quý vị một cái nhạc phẩm gọi là Con Đường Đi Tu Đây, để thay đổi không khí. Bây giờ quý vị ngồi một giờ đồng hồ mà lắng nghe chúng tôi phân tích, thì cái bài kinh nó hơi khô khan chút. Bài kinh này có tựa đề là Kinh Rất Tha Ba Lá.
là do ngài tôn giả Đắc Bà La trả lời cho đức vua Cô Rê Giá về cái nguyên nhân đi xuất gia. Vì ngài xuất thân từ trong một cái gia đình trưởng giả giàu có mà được xuất gia trong cái thời kỳ tuổi còn trẻ nữa. Ngài không phải vì bốn cái sự suy vong theo quan niệm của thế gian mà đi tu, mà ngài là vì bản chất thế gian mà đi tu. Chúng tôi cũng mong rằng tất cả Phật tử chúng ta đi nghe cái bài pháp này thì cũng vì cái bản chất thế gian mà để mà chúng ta đi tu. Nhạc phẩm Con Đường Đi Tu Đây trên này gửi tặng cho quý vị. Con đường đi tu đây dù mưa gió bão bùng, nhưng lòng luôn hân hoan đến chùa tâm an vui. Pháp kinh cùng tiếng chuông mặt nhìn như đóa sen. Con đường xưa gian nan nhiều đau khổ nhọc nhằn, giá tràng xe biển đông nẻo đào đại ta đi. Sang trong hạnh phúc thai vào chùa không muốn ra, tu đi để sống an vui cùng sống yên lành trọn đời ta phát nguyện. Nam mô ta cứ nam mô dèo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu mà lòng không náo phiền. Tâm ta giải thoát an nhiên như ánh trăng rằm, quyền vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên ở trong mình chẳng xa, tiếc cần ôi thiết tha. Tu đi để sống an vui cùng sống yên lành trọn đời ta phát nguyện. Nam mô ta cứ nam mô dèo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu mà lòng không náo phiền. Tâm ta giải thoát an nhiên như ánh trăng rằm, quyền vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên ở trong mình chẳng xa, tiếc đừng ôi thiết tha. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng tôi cũng không có được khỏe lắm, cho nên chúng tôi cố gắng giảng cái bài pháp gọi là bản chất thế gian, tức là bản chất thật của thế gian, qua cái bài kinh Ratha Ba La thuộc kinh Tạng Nikaya, kinh hệ kinh Tạng Bali thuộc kinh Nguyên Thủy Nam Tông. Tôn giả Ratha Ba La đã giảng bốn cái pháp. Thứ nhất là Upanishati Loko Vattha Vô Tí, thế gian là bất tồn được chỗ ngoại diệt. Thứ hai là Atano Loko Anapisaro Tí, thế gian là vô hộ vô chủ. Thứ ba là Asako Loko Sáp Bằng Ba Hài Giá Gói Bánh Nì Dành Tí, thế gian là vô sở hữu chất đi bỏ lại tất cả. Và cuối cùng là Uno Loko Tiếp Tô Thanh Hà Đa Sô, thế gian là thiếu thốn, bất mãn, là nô lệ, tham ái. Và cũng nhờ bốn cái bản chất thế gian này mà Tôn Giả Thái Bà La từ một vị công tử sinh ra một gia đình rất là giàu có và đã đi xuất gia trong cái thời kỳ tuổi rất còn rất trẻ. Chúng tôi mong rằng bài giảng này cũng mang đến cho quý vị được tăng thêm cái niềm tin tưởng nơi Tam Bảo và có cái sự hiểu biết tinh tấn để mà chúng ta tu tập càng phát triển hơn.